Đây, ngày mai chúng ta sẽ phóng sanh ở đây. Chùa có một cái chỗ để phóng sanh cá. Từ đây cá sẽ đi ra ngoài sông lớn khoảng 100 mét. Hy vọng là quý Phật tử ủng hộ chùa Long Bủ để phát triển hệ sinh thái nơi đây, vừa là cái nôi của tôn giáo, vừa là du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, khôi phục lại giống loài rái cá ở Việt Nam đã bị con người ăn thịt rất là dã man và tàn sát rất là kinh khủng trong suốt 10 năm qua đô thị hóa.